Hello, xin chào quý bà con. Mình là Ly. Ngày hôm nay Ly và đội ngũ kỹ thuật của mình đã có mặt tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nha bà con. Chỗ Ly đang đứng cách hồ Trị An chỉ có 1 km thôi nha bà con, rất là gần luôn ha. Ngày hôm nay bên trung tâm cây giống đến tại vườn để hỗ trợ kỹ thuật trồng mô hình sầu riêng bà lách thon nha bà con. Sầu riêng bà lách thon thì xuất xứ từ Malaysia. Bạn này cái cơm nó sẽ lên màu cam, nó rất là bắt mắt nha bà con. Nó rất là đẹp và đặc biệt ăn rất là ngon. Giá trị hiện tại cũng rất là cao nên chủ đầu tư cũng đang quan tâm để mở rộng để trồng cho khu vườn của mình rất là nhiều ha. Sầu riêng bà lách thon thì quý bà con chúng ta trồng chăm sóc tốt thì 3 năm rưỡi thì bắt đầu chúng ta làm trái bói được rồi nha bà con. Bạn này phát triển rất là mạnh và đặc biệt rất là dễ làm trái nha bà con. Cái trái nó rất là tròn. Trọng lượng của trái thì nó từ 2 kg đến 3 kg ha bà con. Nó không có quá to giống như sầu riêng Thái của chúng ta đâu ha. Nó cũng vừa vừa thôi. Còn cái lô ngày hôm nay bên trung tâm cây giống soạn hàng đi trồng cho anh á thì là cái gốc thì từ 2 phân đổ lên nha bà con. Gốc 2 phân đổ lên. Cây phát triển rất là mạnh nè quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Đặc biệt là không có lựa những cái gốc mà nó hơi sần nha, không có bị nứt thân ha bà con. Những cái gốc mà bị nứt thân thì những cái con nấm bệnh nó sẽ tấn công vào cái cây sầu riêng của chúng ta, làm cho cái cây sầu riêng của chúng ta nó sẽ chậm lớn, thậm chí nó sẽ làm cho cái cây sầu riêng của chúng ta nó sẽ bị bệnh. Rất là tốn những cái khoản chi phí không cần thiết ha. Còn đây là những cái tược gừng nè, quý bà con chúng ta thấy những cái cây sầu riêng mà nó đang phát triển mạnh á thì những cái tược gừng này nè, nó mọc lên rất là nhiều ha bà con. Chúng ta thấy thì chúng ta phải loại bỏ tại vì cái tược gừng này nó phát triển rất là mạnh. Nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với cái thân chính của cái cây sầu riêng thon ha. Sầu riêng mà lắp thon thì cái cơm nó ăn rất là ngon nha bà con. Bạn này nó sẽ mịn nè. Không có giống như là không có bị sượng nha bà con. Bạn này nó không có bị sơ và cái muối nó cũng vừa vừa thôi. Cái muối nó cũng vừa vừa và nó sẽ giả lên cái màu cam. Cái hộp của thằng sầu riêng lắp thon này nó sẽ to hơn sầu riêng Musukin của chúng ta một tí xíu ha. Như bọn này ăn rất là dẻo, nó dẻo nhẹo luôn bà con. Bạn này nó có giống như là nó có một cái lớp áo bảo vệ cái muối á. Cái khi mà cái thằng sầu riêng bà lách thon này nó chín cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta gờ vô nó cũng không có bị nhão cơm ha bà con. Và đặc biệt các bạn này nè, chúng ta không có cần nhúng thuốc đâu, chúng ta cắt già đủ độ tuổi già, chúng ta cắt xuống tầm khoảng 5 ngày đến 7 ngày thì bạn này là tự động chín luôn, chúng ta không có cần can thiệp nhúng thuốc gì hết ha. Còn ngày hôm nay thì đội ngũ kỹ thuật của bên trung tâm cây giống đến để trồng cây trực tiếp tại vườn cho chủ đầu tư luôn nha. Và Ly xin nhắc lại, bên trung tâm cây giống ngoài cung cấp cây giống ra thì luôn hỗ trợ kỹ thuật tại vườn cho quý bà con chúng ta. Nếu như cô chú anh chị nào thật sự cần bên trung tâm cây giống đến hỗ trợ cách lên mô làm liếp nè, cách xử lý đất và đi cái hệ thống tưới tiêu giống như là trồng cây tại vườn cho quý bà con chúng ta thì cứ việc gọi vào 2 số điện thoại hiện trên màn hình hết bà con. Còn bây giờ thì Ly sẽ mời quý bà con chúng ta cùng đi tham quan một vòng nha bà con. Khu vườn của anh là anh trồng là 100 cây sầu riêng bà lách thon, anh cũng có xen canh rất là nhiều loại luôn nè. Giống như là măng cụt nè, rồi vú sữa mica, táo thái nè, rồi bon bon thái đó ha bà con. Anh trồng cũng rất là nhiều đa dạng và có dừa nữa nha, dừa ở trong ha bà con. Trên xe bên trung tâm cây giống chỉ trồng sầu riêng trước thôi, rồi những cái cây xen canh giống như vậy thì bên trung tâm cây giống sẽ trồng sau ha bà con. Nơi đây là khu vực miền Đông nha, đất đỏ Ba Giang trồng cây sầu riêng nó phát triển rất là tốt nha bà con. Bên kia là nguyên một cái vườn, bên đó là trồng cam sành á. Quý bà con chúng ta nhìn thấy cái cây phát triển rất là mạnh. Anh cũng có đào một cái hồ để trữ nước. Nếu như cô chú anh chị nào mà ở khu vực miền Đông này, chúng ta muốn trồng những loại sầu riêng thì chúng ta cũng có thể trồng thứ nhất là sầu riêng mon thon Thái nha bà con. Còn cái thứ hai nữa là thằng sầu riêng Musukin. Còn cái thứ ba thể loại giống mới nữa là sầu riêng bà lách thon. Sầu riêng bà lách thon thì giống mới nha bà con. Giống mới hơn Musukin của chúng ta một tí xíu nữa. Dạ anh. Em quay video lại á. Dạ. Đây là anh chủ vườn. Rất là vui vẻ. Đất ở đây có những cái sỏi nữa nha bà con. Cũng giống như là có hơi sỏi sỏi nữa. Mấy anh đào rất là cực. Nên trồng nó sẽ lâu hơn khu vực miền Tây của chúng ta. Tuy nhiên cũng có những cái hố. Những cái hố mà giống như những cái chỗ mà chuẩn bị trồng á. Thì nó cũng mềm hết bà con. Nó mềm thì chúng ta đào thì nó sẽ nhanh hơn. Còn có những chỗ nó hơi lâu một tí xíu. Đào hố sẵn hết rồi. Khu vực miền Đông thì chúng ta trồng thì chúng ta sẽ nhẹ công giống như là cái khâu lên liếp nè, cái khâu mà đắp mô nè ha. Tại vì khu vực miền Đông của chúng ta đất rất là tốt, đất đỏ Ba Giang thoát nước rất là mạnh ha, đặc biệt là không có bị ngập nên chúng ta trồng chệt được hết bà con. Còn khu vực miền Tây thì chúng ta phải lên mô nha. Ngày hôm nay thì Ly sẽ đi trồng cái mô hình ở miền Đông nha bà con. Quý bà con chúng ta lưu ý ha. Còn cái khoảng cách trồng sầu riêng bà lách thon thì từ cái cây bên đây cách cái cây bên kia là 8 mét nha bà con.
sao? Cứng không? Cứng. Quá cứng. Cớp cớp cớp. Lúc cũng có cái này lúc mình đào xuống nó cớp cớp luôn á anh. Ừ. Cái khu vườn bên kia của bà con chúng ta ha, anh cũng có trồng sầu riêng rồi, khu vườn bên kia phát triển rất là tốt luôn, cây nó phát triển rất là mạnh. Nó phát triển mạnh hơn cái sầu riêng của miền Tây của chúng ta rất là nhiều luôn á. Cái cây mà 2 năm mà quý bà con chúng ta nhìn cái cây nó rất là to. Đây là anh Nguyễn Minh Tử. Nguyễn Minh Tử. Sao anh? Dùng đất nói chung đất cảm nhận đào cái lỗ này nó phê. Nói chung là đào cái lỗ này nó hơi phê đúng không? Đào rồi. Đào được nhiêu lỗ rồi? Bao nhiêu lỗ rồi? 50 lỗ. 50 ha. Vậy là còn 50 nữa. Rất là lâu. Thì năm nay mình gắng chịu cực đi, rồi năm sau mình chịu khổ. Nói vậy thôi. Đồng hành với bên trung tâm giống là nó vậy đó. Cũng có thịt có mỡ chứ ăn thịt vậy thôi được. Thì mình chủ yếu là phục vụ cho bà con người ta thôi chứ còn mình thì ăn uống gì tầm này. Nơi đây là cách đập thủy điện Hồ Trị An nha bà con. Chỉ có 1 km thôi, rất là gần luôn nha. Đây là trồng cam nè, cam cũng có dừa nữa, có dừa, rồi có sầu riêng, bưởi. Cây phát triển rất là mạnh nha bà con, phát triển rất là tốt. Anh cũng có trồng dừa xiêm xanh lùng khu ở dưới kia. Đây là nguyên cái đồi hả bà con, nhìn nó rất là đẹp, nó giống như một cái view vậy, nhìn nó rất là đẹp. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về mô hình trồng sầu riêng và lắp thon nha bà con, thể loại giống mới. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta quan tâm hoặc là vấn đề gì không hiểu thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình 0345679887 và 0777403339. Hai số điện thoại trên đều có xài Zalo nha bà con. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.